Anh đang quay lại cho anh em coi cái hàng 7 sĩ ha anh em. 44 ha. 7 sĩ ha. Chim nó rất hợp trơn. 7 sĩ đẹp cực kỳ ha anh em. 45 ha anh em. Xám cầm đen nè. 7 sĩ nè, cực kỳ đẹp không? Cực kỳ đẹp cặp xám cầm đen này luôn anh em. Rất đẹp luôn. 46 nè. Tim trắng nè anh em. Trồng đỏ tim trắng cũng là nó ha. Thủy tinh cũng là nó ha, cặp này rất đẹp luôn. Thủy tinh cực kỳ đẹp. 47 này nè, xám là xám lợt nè nè. Xám lợt, cặp xám lợt cực kỳ đẹp anh em. Mình sao mình thích mấy cái màu xám này, cực kỳ đẹp ha. 48 nè, cũng cặp xám lợt nè nè. Xám lợt nè. Cực kỳ đẹp. Xám lợt ha nè. À. 49 nha anh em. Con hoa nè. Hoa cực kỳ đẹp không? À. 50 nè. Chân hoa nè. Làm rất hợp bẫy nè. Rất hợp tùm lum nha. Chim đang càng rất hợp không? À. Con hoa cực kỳ đẹp luôn. 51 nè. Con hoa nè anh em. Rất đẹp ha. 52 nè. Con hoa nè. Chàng cũng đang rất hợp nè, em thấy rất trứng không? 53 nè. Con hoa này. Hoa cực kỳ đẹp luôn thế nè. 54 nè. Con hoa nè. Chim cũng đang rất hợp nè nè. 55 nè. Nói chung mà chim rất hợp nhiều lắm nè. Nhưng chàng này là chàng rất hợp cái gù với hộp chân ha. 55 nè. Rất đẹp ha. 56 nè. 56 quá đẹp luôn nè. Bự con dữ vậy. 57 nè. Con hoa nè. 58 nè. Con hoa nè. Cực kỳ đẹp luôn ha. 63 nè. Con hoa ha. Rất đẹp luôn nè. 64 nè. Con hoa nè. Cực kỳ đẹp luôn. 65 nè. Con hoa nè. Cặp này quá đẹp với con luôn. 66 nè. Bông đen nè nè. Cặp này là cặp bông đen ha. Bông đen nè. Cực kỳ đẹp luôn nè. Chàng lên đủ cơm anh em. Bông đen nè. Rất đẹp nè. 67 nè. Dân hoa nè. Dân hoa tim trắng nè nè. Này rất đẹp luôn anh em. Cặp này 8 sĩ anh em. 68 nè. Dân hoa nè nè. Cực kỳ đẹp không. 69 nè. Dân hoa nè. Rất đẹp nha nè. 70 nè. Dân hoa nè, cực kỳ đẹp luôn anh em. 71 nè. Hai con lên gỗ. Hai con lên gỗ ấp để mình đuổi xuống quay cho anh em xem. 71 nè. Cực kỳ đẹp anh em, 71. Rất đẹp luôn. 72 nè nè. 72 ha. Cực kỳ đẹp luôn anh em. Rồi anh em lấy cặp nào alo mình ha.